Đa số là phải đới nghiệp giảng sanh, tức là phải phàm thánh đẳng cư độ hoặc là phương tiện lưu dư độ. Nếu mà tu ở thế gian này mà tu giỏi, đoạn được kiến tư phiền não rồi, như các vị thiền sư rồi này kia đó, chứng quả la hán rồi đó, thì niệm Phật sẽ được chiêu cảm về cái cõi này, phương tiện lưu dư độ. Nhưng mà ở thế gian này ai đạt được cái đó khó lắm, rất khó. Đạt lên ở đây rồi đại khái là trong 21 ngày thôi thì sẽ được chuyển lên đây. Và chuyển lên đây trong vòng một tuần lễ thì sẽ qua khai kiến Phật. Mà khi qua khai kiến Phật rồi, tức là phá được một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân, tức là chứng được một phần pháp thân của A Di Đà, thì qua khai kiến Phật mở ra, qua sen nở ra thì thấy A Di Đà rồi. Thấy A Di Đà đấy, tức là thấy cái báo thân của Phật trang nghiêm cực kỳ lộng lẫy. Báo thân của A Di Đà không phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như cái kiểu mà ở thế gian này nói đâu. Nghĩa là vô lượng tướng hảo quang minh. Đã nói rằng A Di Đà là cái gì cũng vô lượng hết á, chứ không có con số được. Đấy. A tức là vô, mi ta là lượng, lượng ba là giác, là ánh sáng vân vân. Tức là A Di, ánh sáng của A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Thành ra khi mà hoa khai kiến Phật, hoa nở ra rồi, tức là mình không còn ở trong cái bầu mà giống như là che chở của A Di Đà nữa, mà bây giờ mở ra rồi, đủ trình độ rồi. Những vị này nó ở trong cái gọi là thanh tịnh, tiếng ở trong nhà Phật bên thiền đó thì gọi là thanh tịnh tịch diệt tướng, tức là đạt đến cái chỗ đó rồi đó, thì cái sự nó nghĩa là nó hòa hợp vào trong cái sự rung động sáng tạo của Tây Phương Cực Lạc được, không bị giống như là không bị đốt cháy, không bị nghĩa là tan biến, mà hòa vào trong cái rung động sáng tạo của cái ánh sáng Tây Phương Cực Lạc được. Đấy là cái thực báo trang nghiêm độ này. Chứng được một phần pháp thân, tức là chứng được phần thịt quang độ. Rồi bây giờ, lúc bây giờ thì A Di Đà gật đầu rồi đó, thì chư vị hoàng lai tam giới phổ độ chúng sanh, đi khắp cả càn khôn vũ trụ, bất cứ cái quốc độ nào mình cũng có thể đi tới đó được. Đấy, tức là đi trải nghiệm đó mà. Nên hồi nãy khi mà mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc phàm thánh đồng cư độ này, là tại vì mình vẫn còn mang nghiệp khắp cả càn khôn, là được A Di Đà đứng ra để mà bảo trợ cho mình thôi, chứ đâu phải mình quỵt nợ đâu, phải quý vị. Mình đã gây tạo biết bao nhiêu những tội lỗi nghiệp chướng khắp càn khôn vũ trụ, thì bây giờ A Di Đà đứng ra để bảo trợ cho mình, để cho mình vượt tam giới trở về cái cõi của Ngài tu. Tu mà đến khi qua khai kiến Phật rồi, đến lúc mà mình chứng được một phần pháp thân, gặp được A Di Đà rồi, thì lúc đó mình đầy đủ thần thông tự tại. Lúc bây giờ mình mới hoàn lai tam giới, đi khắp cả các cõi để mà phổ độ chúng sanh. Gọi là phổ độ chúng sanh đây chính là mình đi để mà mình trả nợ. Người Tây Phương Cực Lạc nhìn trong lòng bàn tay này tất cả những cái gì trong vũ trụ này giống như nhìn trong lòng bàn tay, thì thấy rằng, biết rõ rằng từ vô lượng kiếp mình đã tạo những cái điều thiện, điều ác, điều gì vân vân ở trong cái lời nguyện thứ tư của A Di Đà, thứ tư, thứ năm gì đó, thì quý vị đọc đi sẽ thấy. Người Tây Phương Cực Lạc nhìn cả toàn thể vũ trụ này cũng giống như là ở trong lòng bàn tay của mình, nhìn thấy tất cả chỗ nào mình đã tạo nghiệp chướng tội lỗi,
chỗ nào mình đã nhiều kiếp mình đã gieo những cái sự đau khổ cho chúng sanh ở đó, thì bây giờ, lúc bây giờ là mình sẽ thể hiện tới đó để mà đưa những cái phần quan nghiệp đó trở về cái cõi sáng của A Di Đà. Đấy, quý vị thấy rõ rằng cái tiến trình là như vậy nha. Cho nên đầu tiên là mình phải giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dầu phàm thánh đồng cư độ đi chăng nữa thì mình nhất định là mình sẽ thành tựu được cái đạo quả. Bởi vì giảng sanh về trên kia rồi thì không có xuống nữa, không có xuống đến khi nào mình thành tựu đạo quả rồi, đầy đủ trình độ rồi, đầy đủ cái khả năng rồi, tự tại trong mọi thứ rồi, thì lúc bây giờ mới xuống đây, mới hoàn lai thành giới nha. Đấy là ý tôi nói là như vậy. Đây là nói về cái hoành cụ tứ độ. Hồi nãy cái câu mà nãy mình đang nói tiếp đó, là hoành cụ tứ độ đó. À, tức Tây Phương Cực Lạc hoành cụ tứ độ, là một khi mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, mặc dầu phàm thánh đồng cư độ, mình được giảng sanh về đây, cái cõi thấp ở đây, nhưng mà cũng phản phất như là giảng sanh về phương tiện hữu dư độ, và cũng phản phất giống như giảng sanh về thực báo trang nghiêm độ, và cũng phản phất giống như giảng sanh về thường tịch quan độ. Thì một khi mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dầu cái cõi thấp nhất đi chăng nữa, thì chúng ta cũng giống như là đã giảng sanh về trong bốn cái cõi này luôn. Đây là một cái điều bất khả tư nghị, ở các cõi Phật khác không có được, chỉ có cõi A-di-đà. À, nói một cách khác, A-di-đà dạy chúng ta từ lớp mẫu giáo cho đến đại học cùng một nơi, cùng một lúc, ở các cõi Phật khác không có. Phải từ từ, từ từ. Còn cõi A Di Đà là một thôi, cho nên tôi gọi là đốn siêu, thấy không? Chỉ là một thôi. Đấy. Từ cái cõi thấp nhất đến cái cõi cao nhất cùng một lúc, cùng thành tựu một lúc. Chỉ cần một chút xíu thời gian là chúng ta hoàn tất thôi, chứ không cần quá lâu. Ba đại an tăng kỳ kiếp như ở các cái tốc độ khác. Rồi, đấy, hoành cụ tứ độ, tức Tây Phương Cực Lạc hoành cụ tứ độ. Đây là điều bất khả tư nghị thứ hai của trong năm cái bất khả tư nghị. Rồi, cái điều bất khả tư nghị thứ ba là gì? Ta gọi là đản trì danh hiệu. Đấy, chỉ có niệm danh hiệu Phật mà thôi. Đấy, điều bất khả tư nghị thứ ba, chỉ niệm danh hiệu Phật A-di-đà mà chúng ta đạt được như vậy. Không cần phải niệm quá nhiều. Đã. Các vị thì niệm rất nhiều danh hiệu Phật, nhưng mà thật ra nếu mà hiểu được cái pháp môn, cốt tỷ của pháp môn, chỉ cần một Phật hiệu A-di-đà là bao trùm tất cả mười phương chư Phật trong đó rồi. Đấy, là vì sao? Nó cũng có những cái ý nghĩa thâm sâu trong đó. Để Thầy sẽ chia sẻ cho quý vị. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni tán thán Đức A-di-đà đến cái chỗ cùng cực, gọi là Phật Trung Chi Dương Quang Trung Cực Tôn. Có nghĩa rằng A-di-đà là vua của mười phương chư Phật, và ánh sáng của A-di-đà không có vị Phật nào sánh kịp được. Đấy. Chúng ta chỉ hiểu cái ý nghĩa sơ sơ vậy thôi. Mà qua cái đức hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, kỳ trước tôi cũng đã từng giảng nhiều lần cái ý nghĩa đó rồi. Chữ Nam-mô có nghĩa là trở về, nương theo, gọi là quy y đó. Còn A Di Đà Phật từ cái tiếng Phạn là Amitabha,
có nghĩa là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất. Còn có một nghĩa khác là Amitayus, có nghĩa là sống lâu không thể nào đo lường được. Có rất nhiều nghĩa, nhưng mà người ta chỉ đưa ra hai cái nghĩa đó tượng trưng. Cái nghĩa thứ nhất là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất, có nghĩa là vô lượng quang. Ở trong kinh Phật dạy là vô lượng quang. Còn sống lâu không thể nào đo lường được, đó là vô lượng thọ. Phải không? Đấy. Thì khi mà mình niệm cái chữ, cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là con xin trở về nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Cái ý nghĩa của cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là như vậy. Thế thì cái Phật hiệu này nó biểu lộ cho cái gì chứ gì? Lưu lộ cái gì đó chứ gì? Đây là cái giác tính của trời đất, của vũ trụ, mà đồng thời cũng là cái giác tính của tất cả chúng ta, chúng sanh muôn loài vạn vật ở trong đó. Cái câu mà pháp giới tàn thân A Di Đà Phật để bổ túc cho cái này. Pháp giới đây tính là vũ trụ, tàn đây chính là ẩn tàng, thân đây chính là vô lượng quang, vô lượng thọ mà ta gọi là Phật tánh. Ý nói là trong tận hư không biến pháp giới, trong càn khôn vũ trụ này, mọi hiện tượng đều ẩn tàng cái thân A Di Đà trong đó, tức là ẩn tàng cái Phật tánh ở trong đó. Chúng ta có nghe rằng trong kinh Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh không quý vị? Đấy là cái ý nghĩa là như vậy, là đều ẩn tàng cái thân A Di Đà ở trong đó. Mà bởi vậy A Di Đà là gì? Đây là cái giác tính, cái Phật tánh của toàn thể vũ trụ, trong đó có chúng ta. Vậy thì khi chúng ta niệm một trì một cái danh hiệu này, tức là trì tất cả cái giác tánh của vũ trụ, trì tất cả danh hiệu của mười phương chư Phật ở trong đó, bao gồm ở trong đó. Quý vị tu tịnh độ cần phải hiểu cái điều này nha, để cho mình có một cái đức tin sâu mạnh ở trong đó, để cho mình thành tựu được cái nguyên lý sâu xa của cái pháp môn ở trong đó. Phải hiểu cái này. Đấy. Ngay cái Phật hiệu A Di Đà, nếu chúng ta không nắm vững được, không hiểu được, thì tu cái pháp môn này nó chông chênh lắm. Đấy. Cho nên phải hiểu được Nam Mô A Di Đà Phật, đấy có nghĩa là trở về nương theo nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất, tức là trở về cái bản lai diện mục, cái Phật tánh chân như thật sự của mình và của toàn thể vũ trụ. Đây ý nghĩa là như vậy nha. Cho nên niệm một Phật hiệu này là nó thành tựu được tất cả những cái điều bất khả tư nghị đó. Như tôi nói đó, chỉ cần trì danh A Di Đà mà thôi. Rồi cái điều bất khả tư nghị thứ tư gọi là thất nhật chi kỳ, ta gọi là 7 ngày. Cái pháp môn này thành tựu trong vòng 7 ngày. Quý vị có thể tưởng tượng nổi không quý vị? Ở trong thiền tông á, thì cái sự khai ngộ đó cũng là đốn, chứ không phải là cái chuyện mà tầm thường nha, là đốn, đốn ngộ đó. Nhưng mà trong lịch sử thiền mình thấy ngoài Đức Lục Tổ Huệ Năng ra chưa thấy có vị nào 7 ngày khai ngộ. Mà Lục Tổ Huệ Năng đây là một vị pháp thân đại sĩ, một vị Phật tái thế, chứ không phải là tầm thường. Còn thường thường đó là có những vị là 3 năm khai ngộ rồi này, cái cũng nghe nói mà rất là ít. Còn riêng cái pháp môn tịnh độ này đó thì
7 ngày đây là nói những cái bậc mà thượng thượng căn. Đấy, người ta có thể khai ngộ một cách nó dễ dàng, mà thực ra thì cái khai ngộ bên 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 Tịnh tông đó, nó khác với bên Thiền tông. Bên Thiền tông á ngộ rồi một thời gian rồi đi đến cái chỗ gọi là chứng. Chứng mới là rốt ráo. Ngộ có nghĩa là mới bắt đầu nhận chân được cái pháp môn, cái chân lý đó. Còn từ cái chỗ ngộ mà đến chứng, tức là thực chứng được vào cái chân lý đó, còn phải trải qua một cái giai đoạn tùy theo cái hành giả đó nha. Mau hay chậm là tùy theo hành giả đó. Còn pháp môn tịnh độ, ngộ cũng được giảng sanh, không ngộ cũng được giảng sanh. Mà giảng sanh tức là sẽ bất thối thành Phật, chứ không phải là từ từng bậc đâu. Như hồi nãy tôi nói trong cái tứ độ đó, khi mà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dầu ở cái quốc độ thấp nhất thì cũng phản phất như ở một cái quốc độ cao nhất. Cái pháp môn nó bất khả tư nghị là như vậy. Còn cái này thất nhật chi kỳ, như trong kinh A Di Đà có nói đó, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật. Mình xin lỗi, cái câu trước đó là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, có phải không quý vị? Không thể nào dùng một chút xíu thiện căn, một chút xíu phước đức, một chút xíu nhân duyên để được sanh về cái thế giới kia, thế giới của Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì tiêu chuẩn nào để được sanh? Câu dưới trả lời chúng ta thấy là nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, danh thiết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhược nhược nhị nhược cho đến thất nhật, vân vân. Nghĩa là nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà khi nghe đến danh hiệu của A Di Đà, nghe nói về A Di Đà, nhất tâm trì niệm từ một ngày cho đến 7 ngày thì sẽ đạt vào cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn. Cái tiêu chuẩn ở đây là gì? Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Như thế nào gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân quý vị? Đấy là hồi nãy tôi nói đó, là tam phước chúng ta phải thực hành cho đúng. Phước thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng trợ sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, rồi nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì đấy là cái tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân ở cái cấp độ thấp nhất gọi là nhân thiên, thì nhất định sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ở cái phàm thánh đồng cư độ. Còn cái tiêu chuẩn thứ hai là gì? Là cái phước thứ hai đấy là quy y Tam Bảo, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đấy là cái phước thứ hai, đây là phần nhị thừa, là cái tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân của hàng nhị thừa. Rồi cũng phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi cái điều kiện thứ ba là cái phước thứ ba là phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là cái phước thứ ba, là cái điều kiện thứ ba nói về cái sự thực hành của Bồ Tát Đạo. Mà một hành giả khi thực hiện cái này, hoàn tất được cái này, gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân của cái Bồ Tát Đạo. Cho nên cái tiêu chuẩn được giảng sanh là thiện nam tử, thiện nữ nhân, rồi nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thấy không? Cái tiêu chuẩn thứ nhất đây là phước nhân thiên, tiêu chuẩn thứ hai là nhị thừa, tiêu chuẩn thứ ba là Bồ Tát Đạo. Tất cả đều là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Rồi sao? Rồi từ một ngày cho đến 7 ngày thì nhất định sẽ được vào cái chỗ nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà chúng ta không đạt cái tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì dầu cho 7 ngày, 100 ngày chăng nữa chúng ta cũng không có đạt được đâu, cũng không có vô cái chỗ nhất tâm bất loạn được. Cho nên nếu mà muốn đạt được cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn thì cái tiêu chuẩn đầu tiên đây là phải thiện nam tử, thiện nữ nhân.
một trong ba cái điều kiện đó là phải đạt được. Rồi nhất tâm, rồi nhất hướng chuyên niệm từ một ngày cho đến 7 ngày thì sẽ đạt được cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn. Mà đạt được chỗ nhất tâm bất loạn rồi, cái gì quý vị? Kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền. Đấy. Rồi kỳ nhân lâm mạng trung thời đó, vì tâm bất điên đảo tức đắc giảng sanh A Di Đà Phật. Đấy. Cho nên khi mà cái tiêu chuẩn thiện nam tử thiện nữ nhân của mình đã có rồi, đạt được rồi, rồi nhất hướng chuyên niệm từ một ngày cho đến 7 ngày, đây là thất nhập chi kỳ đấy, thì nhất định sẽ đạt được cái chỗ nhất tâm bất loạn. Thì lúc mà khi mà đạt được cái chỗ nhất tâm bất loạn là gì quý vị? Đây chính là gọi là ngũ uẩn giai không. Lâm mạng trung thời đó chính là ngũ uẩn giai không, phải không quý vị? Đấy. Chúng ta còn mang cái xác thân này, mang cái xác ngũ uẩn này, nhưng mà nó đã quy không từ trong cái chân thể của nó, không khởi tác động nữa. Chứ không phải là ta chết cái ngũ uẩn này đâu, không phải là ta bỏ cái xác thân này, nhưng mà nó không khởi tác động nữa. Đấy ta gọi là nhất tâm bất loạn rồi. Đấy. Thì khi mà cái ngũ uẩn giai không rồi, đạt đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, thì A-di-đà hiện ra liền. Đây là tự tánh A-di-đà hiện ra ngay tức khắc. Nói một cách khác, khi ta đạt vô cái chỗ đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, tức là cái chỗ mà lý nhất tâm bất loạn rồi, thì A-di-đà hiện ra ngay tức khắc. Tự tánh A-di-đà hiện ra liền, gọi là bản lai diện mục hiện tiền ngay tức khắc. Thì lúc đó là cái người này đó thì đã đạt đến cái chỗ rất cao rồi, thượng phẩm thượng sanh, không phải trải qua cái phàm thánh đồng tư độ phương tiện hữu dương độ gì nữa, về là cái nhập phẩm liền, tức là vô thực báo trang nghiêm độ, ở cái cấp độ thứ nhất thứ nhì của thực báo trang nghiêm độ. Chỉ cần một tuần lễ sau là qua khai kiến Phật rồi, chứ còn không phải trải qua rất nhiều thời gian nữa. Mà qua khai kiến Phật là sao? Đấy là do cái sự gia trì của A-di-đà, bổn đại nguyện của A-di-đà, chứ không phải tự mình đắc được đâu. Phải do cái sự gia trì của A-di-đà. Thành tựu được rồi thì lúc đó là hoàng lai tam giới, phổ độ chúng sanh. Thì hôm nay thì giờ cũng đã hết rồi, thì xin quý vị hãy hồi hướng, xong rồi buổi chiều nay chúng ta còn nói tiếp được nha, nói tiếp còn có những cái thất nhật chi kỳ này, với lại còn một cái cuối cùng của cái bất khả tư nghị nữa, tức là cái điểm thứ năm của bất khả tư nghị nữa, thì chiều hôm nay sẽ nói cái chuyện đó ha. Thì tôi xin quý vị hữu hãy chắp tay niệm Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, hiện não vô tâm thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể.
Phật xin mời quý linh hữu an tọa. Di Đà Phật, để tiếp với bài giảng hồi sáng nha. Còn một đoạn nữa. Thật ra trong ba ngày tu nó quá ngắn ngủi như thế này, nhưng mà mình ít cái thời giờ niệm Phật quá, cũng rất là tiếc. Cái giờ niệm Phật quá ít, đáng lẽ ra thực ra mình không có nói nhiều, mà chỉ ngồi thanh tịnh niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật, thì trong cái câu Phật hiệu đó nó đầy đủ hết tất cả. Như hồi sáng thầy có nói là chỉ trì danh hiệu Phật đó, chỉ cần mà mình trì danh niệm Phật thì trong cái danh hiệu đó giới định tuệ đầy đủ, trong cái danh hiệu Phật đó mười phương chư Phật quốc độ đều ánh hiện trong cái Phật hiệu đó. Thôi thì cũng được, để tiếp cái năm cái điều bất khả tư nghị của cái pháp môn. Nếu mà quý vị hiểu cái lý rồi đó thì mình đi nó rất là vững nha, và có một cái đức tin nó rất là vững chãi, và mình đi nó lẹ lắm. Hiểu cái lý rồi là mình về, nếu không hiểu thì cứ mù mờ. Bữa nay nghe vị này nói như thế này, ngày mai vị kia nói như thế kia, thì không biết được đường nào mà mình đi. Thì bây giờ nói chung chung á, một cái pháp môn tịnh độ hay là nói chung là Phật pháp, thì cho dầu cái vị đó ở bất cứ cái trình độ nào, cái tần số nào, nếu chưa phải là pháp thân đại sĩ hay là Phật thì cũng không hiểu rõ được cái pháp môn tịnh độ một cách triệt để đâu. Đây. Thì giống như một người mù mà rờ voi, thì cái người mà rờ voi mà gặp cái đuôi đó của ông voi đó thì nói là ô, ông voi nó giống như cái chỗ trà. Cái người rờ trúng cái chân của ông voi đó thì nói ông voi là cái cột đình. Thì cũng vậy thôi, diễn tả trong cái trình độ của mình, chứ không thể nào mà tôi cũng vậy thôi, tôi chỉ hiểu biết trong cái trình độ của mình để mà diễn tả cái pháp môn. Nhưng mà ở đây là mình theo kinh, theo những cái lời dạy của Đức Phật, chỉ bàn ra thôi, chứ không có sáng tạo bất cứ một cái gì khác. Đấy. Tuyệt đối không có một cái sự sáng tạo gì trong đó, mà chỉ theo kinh, theo Đức Phật nói. Bởi vì mình rất là sợ nếu mà đi sai một chút, và kể như là mình không những mình không có đạt được cái kết quả tốt, mà đại chúng cũng vậy. Thành ra là mình chỉ đi trong cái phạm vi mà kinh điển của Tịnh Tông đã dạy, là mình chỉ nói chung quanh hoặc là khai triển những cái điểm chính để cho chúng ta có thêm một cái đức tin sâu xa vào trong đó. Cái công đức nghe kinh và đọc kinh là đoạn nghi sanh tính. Quý vị có nghe chưa? Có nghe cái câu đó không? Tức là mình nghe kinh, nghe giảng và mình đọc kinh, cái công đức duy nhất đấy là đoạn nghi sanh tính, để cho thêm cái tính tâm lên, và đồng thời nữa là cái nghi ngờ của mình nó không còn. Đó. Thì năm cái điều bất khả tư nghị, thứ nhất là gì quý vị nhớ không? Một là hoành xuất tam giới, hoành xuất tam giới. Bất sĩ đoạn hoặc
tức là đi xuyên, chúng hành xuất này là đi xuyên qua tam giới. Tam giới là gì quý vị? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đấy, không nợ tôi có nói sơ sơ rồi. Đây, đấy, dù như dưới này là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là dưới này là các cái tầng trời thấp thấp, dưới này là dục giới nè, cho đến tầng trời tứ thiên dương thiên rồi dạ ma thiên gì đó, đâu suốt đại thiên quá là tha hóa từ đại thiên, đấy là tầng trời dục giới. Rồi sắc giới trên này có 18 tầng nè, 18 tầng sắc giới đây. Tới rồi tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì ở trong cái sơ thiền này là chư vị tu đó, cái định công chư vị cũng phải mạnh lắm mới chiêu cảm cho ra được nha, chứ không phải thường đâu. Đừng nói chi các cái tầng trời dục giới này, cái tầng trời mà tứ thiên dương thiên rồi đao lợi thiên, đây là nó gọi là địa cư thiên, nhưng mà lên cái tầng trời dục giới thứ ba là dạ ma thiên, là trụ trên hư không rồi, là mình phải có cái định công mới chiêu cảm lại được cái đó. Cho nên mấy vị tu thiền là phải có một cái định công mới chiêu cảm gì đó được, còn nếu không là không chiêu cảm được. Rồi tới đâu xuất thiên, rồi quá là thiên, tha quá tự tại thiên, đấy là mấy cái tầng trời dục giới đó. Rồi lên tới sắc giới 18 tầng, rồi sơ thiền, thiền nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Lên sơ thiền thì nghĩa là chư vị đã đoạn được cái tham sân rồi. Tham sân mình không còn nữa rồi. Trong cái tứ thiền thiên đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái định công rất cao, đảm đoạn tham sân ở ngay cái ở trong cái bản thân này, ở tại thế gian này, mình hoàn toàn thanh tịnh cái tham cái sân, thì mình mới chiêu cảm lên đó được. Vẫn còn cái si, nhưng mà vẫn còn cái si, si là vô minh. Mấy cái tầng này cũng chưa đoạn được chút xíu nào vô minh cả. Lên tới cái các cái tứ thánh tịnh độ mà chưa đoạn được thì không gì mấy cái tầng này làm sao đoạn vô minh được. Đấy. Cho nên nếu mà chúng ta chưa dứt hết cái sân cái si thì chúng ta cũng chưa có phần ở trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này. Mà cho dù chúng ta có đoạn tham sân si đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn ở còn ở trong tam giới. Lên tới này là tứ không. Tứ không đấy là nó tức là nghĩa là cái định công của người ta rất là khủng khiếp, chứ không phải tầm thường đâu. Đấy. Nếu mà chúng ta muốn tu theo cái này đó là phải cần có một cái định công khủng khiếp đó, mới chiêu cảm gì đó được. Mừng cho dầu cho lên tới phi tưởng xứ thiền đi chăng nữa, nó gọi là tứ thiền bát định, lên tới đây là tới 8 cái định rồi, được 8 cái tần số định rồi, rất là cao rồi. Hả? Thì nhưng mà vẫn còn trong tam giới, chưa có ra được cái gì. Còn trong tam giới thì nhất định còn sanh tử luân hồi, hết phước rồi phải rơi xuống thôi. Còn đọa xuống sâu xuống dưới này nữa, từ cái ông trời cao trên này nhiều khi hết phước rồi đọa xuống làm súc sanh, chứ không phải thường đâu. Đấy. Cho nên rằng trong tam giới vẫn còn phải luân hồi, phải bị sanh tử. Còn bây giờ cái pháp môn của chúng ta đang ở cái nhân địa đây, cõi người đây, niệm Phật đây rồi. Đấy. Rồi Phật đến đây phóng hào quang, gom tụ đủ cái hào quang chúng ta. Như hồi sáng tôi có nói chuyện với quý vị đó, là ở trong cái dòng hào quang, tức là trong cái lưỡng cực chân quân này, chân linh ta ở đây, thì Phật A Di Đà mới đưa chúng ta vượt xuyên tam giới đây, vượt qua đây, vượt lên trên ngày tứ thánh tịnh độ. Chỗ này nó rộng vô cùng tận, hãy vượt lên trên đây, tức là thinh văn duyên giác Bồ Tát Phật ở trong này. Đấy. Thế rồi Tây Phương Cực Lạc nó nằm ở ngoài, là nhất chân pháp giới nằm ở này. Đấy. Nó xa lắm chứ không phải là thì nó vượt qua tam giới, rồi vượt qua cái tứ thánh tịnh độ, rồi đến trung tâm sinh lực của nhất chân pháp giới là Tây Phương Cực Lạc.
Từ đây mà vượt qua khỏi cái tam giới này, chúng ta nếu mà không tu đúng thì không có tu theo pháp môn niệm Phật thì cũng khó mà có thể vượt qua được, chứ đừng nói chi là mà lên tới đây được. Thì bởi vì sao? Trong tam giới này là gì? Đây là cái sự thành tựu tồn tại và phát triển trong cái định luật nhân quả nghiệp báo. Có nghĩa rằng nếu không có định luật nhân quả nghiệp báo, chúng ta không bao giờ, ta đã dọn mắt rồi. Bởi chúng ta ở đây là vì sao? Là vì chịu nhân quả nghiệp báo. Khi mà cái chân linh ta vừa thoát khỏi cái thể xác này, thì bao nhiêu những trùng trùng điệp điệp của những cái quan nghiệp ở trong tam giới này nó rỉ ta lại. Quý vị đâu có thoát được đâu. Nó rỉ lại, nó rỉ cái chân linh mình lại, nó không cho đi. Muốn mà đi đó là mình phải có một cái định công khủng khiếp lắm. Vượt qua tứ thiền bát định thì mới thoát lên đây được. Nhưng mà thế gian này mấy ai làm được quý vị? Không thể làm được, hầu như không thể làm được. Thế thì bây giờ cái pháp môn mình ở đây, mình niệm A-di-đà do cái bổn nguyện của A-di-đà gia trì cho mình. Thì quý vị thấy cái tượng Phật mà đây, tượng Phật kia, nhưng mà nó phải có một cái dòng hào quang ở bên ngoài. Chắc ở đây mình không có. Thì quý vị sẽ thấy rằng đó là ở trong cái dòng đó đó, có cái tượng Phật, có Phật đứng ở trong đó, phải không? Phật A Di Đà đứng trên tòa sen. Thì cái đó là cái gì? Đấy cũng là một cái tâm pháp, là cái chân linh của mình nó giống vậy. Khi giảng sanh thì quý vị cũng giống vậy. Thoát khỏi cái thân ngũ trượt này, đứng trên tòa sen, hào quang của Phật bao che lại. Chung quanh nó có gọi là Diệm Vương quang, có lửa nè, lửa bao bọc chung quanh này. Thì không bao giờ bị những cái quan nghiệp, quan gia trái chủ khắp trong càn khôn vũ trụ này, nó không rị mình được. Phải không quý vị? Này, tôi nói này rất là cụ thể, rất rõ để cho quý vị thấy. Không rị mình được là do cái nguyện lực của A-di-đà đưa mình luôn, đưa mình xuyên tam giới luôn, gọi là hoành xuất tam giới này. Bác sĩ đoạn Phật. Rõ ràng mình một cái phẩm vô minh nào mình cũng chưa đoạn mà. Vô minh tức là nghiệp quả đó nè. Nằm chần chịt ở đây mình chưa có gì, có gì có trả hết, mà chưa có giải được cái nào hết trơn á. Tôi chứng minh cái chỗ này quý vị thấy rõ không? Đấy. Trong tam giới này nè, luân hồi nè, nghiệp quả nè, chúng ta đã gieo, đã tạo không biết bao nhiêu nè. Không có cách nào mà chúng ta ra được, chần chịt. Bởi vậy nó biểu lộ ra bên ngoài là cái gì đấy quý vị? Vọng tưởng liên tục, tham sân si hỉ nộ liên tục, nó níu kéo quý vị ở lại, không cho quý vị thoát đâu. Dễ gì, nó có nhiều người tu thiền nó, tôi thanh tịnh rồi tôi vượt thoát gì gì, cái đó là nói, là để nói thôi, chứ không có vượt thoát nổi đâu, nghe không? Này. Thế thì A-di-đà, mình niệm A-di-đà thì ánh sáng bao bọc mình lại nè. Đấy. Rồi tự tại đi, tự do đi, vượt qua đấy. Không những vượt tam giới mà cả thập pháp giới, thinh văn duyên giác Bồ Tát Phật này. Ở dưới này 6 ha, lục đạo. Ở trên này 4 là 10 pháp giới. Thì cái ý nghĩa là đốn siêu thập địa, mà tôi dùng ở nơi đây là đốn siêu, siêu xuất cả 10 cái pháp giới này. Còn nếu mà nói thập địa Bồ Tát rồi này kia, cái đó là ở một cái khía cạnh cao rồi, mình không có bàn tới. Còn đốn siêu thập địa mà muốn dùng ở đây, tức là vượt qua thập pháp giới này. Từ đây nè, xuyên qua lục đạo. Lục đạo này, cái gì, thiên nhân, Atula, địa ngục, quỷ, súc sanh này. Rồi lên trên này, 4 cái cõi này nữa, tứ thánh tịnh độ, vượt qua luôn. Do cái lưỡng cực chân quân của A Di Đà bao bọc cái chân linh mình lại, cho mình đi qua luôn. Này, nếu mà không có cái bổn đại nguyện của A Di Đà gia trì, chừng nào mình có thể siêu xuất được quý vị? Nhân quả chằng chịt nữa nè,
đấy, nó thể nó gom giống như là chứ nó cô động lại ở trong cái thân thể này, ở trong cái bản thể vật chất này, ở trong này cũng có lục đạo, có địa ngục, mà quỷ súc sanh có hết đấy. Thập pháp giới trong này cũng đều có hết, gom tụ trong này. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái bản thể vật chất này, chúng ta tu luyện bằng cách niệm A Di Đà, niệm Phật để chi, để cái chủng tử Phật đó, để cái ánh sáng của càn khôn vũ trụ đó, đó là cái giác tính của chúng ta, và đồng thời cái giác tính của vũ trụ, hai cái đó nó hòa lại ở trong chúng ta đây, thì từ từ những cái hạt giống vô minh nghiệp lực nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp, từ đó nó cũng được hóa giải. Mà nếu hóa giải chưa có hết thì đúng ngày giờ mình phải đi, thì A Di Đà chịu trách nhiệm cái chuyện đó. Có nghĩa là A Di Đà đứng ra để bảo trợ cho chúng ta, miễn làm sao chúng ta không có tạo những cái tội ác khác nữa, thì những cái nghiệp cũ A Di Đà đứng ra để bảo trợ đấy, cho chúng ta một cái lĩnh cực chân quân rồi, cái vòng tròn đấy rồi, bao đi đã vượt qua đây, về đây, về cái đạo tràng này, đây là một cái quốc độ tân lập hồi sáng tôi có nói rồi, nơi đây để mình tu học. Mà cái nơi đây, cái thế giới này nó cũng được cấu tạo bởi cái ánh sáng siêu việt, chứ không phải là tầm thường. Ngay ở trên những cái cõi này này, cái từ trường cũng rất là mạnh rồi, mình cũng không chịu nổi được, chứ đừng nói chi là lên ở cái trên với cái cõi này. Bởi vậy cho nên rằng A Di Đà trong cái bổn nguyện của ngài mới thương chúng ta, cho những người mới giảng sanh lên ở trong một cái hoa sen, tức là trong cái hào quang của A Di Đà. Cái sự cấu tạo của A Di Đà của Tây Phương Cực Lạc ở trong đó nó cũng giống như là cấu tạo của vũ trụ vậy. Thì các nhà khoa học người ta nói rằng vũ trụ này cái gì khởi nguyên chỉ là một nguyên tử rất nhỏ thôi quý vị. Một cái nguyên tử đó khi nó nổ bùng lên thì nó là biến thành cái vũ trụ lớn to lớn như thế này. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, ở trong một cái hoa sen tuy là nhỏ đó nhưng mà nó gồm đủ cả 10 phương thế giới ở trong cái hoa sen đó. Cái điều này rất khó hiểu, không phải dễ đâu. Thì chỉ khi mà mình được giảng sanh về ở cái cõi Tây Phương Cực Lạc, dầu ở phàm thánh đồng cư độ, mình vẫn có cái quyền năng phân thân đi hằng hà sa số cõi ở trong cái hoa sen thôi nha, để mà học đạo. Bị ra ngoài chưa có được. Chứ gì biết rằng hồi sáng tôi có nói, nhắc lại một lần nữa là cái sự cấu tạo của cái thế giới này đó bằng ánh sáng siêu việt, cực thanh, cực tịnh, cực nhanh. Cho nên chúng ta không thể nào mà nhập vô đó liền được, mà phải ở trong cái hoa sen, ở trong cái dòng bao che. Ra ngoài là chúng ta tiêu liền, không chịu nổi. Những gì mà người ta tu, ta đạt được cái chỗ đó là các bậc mà Đại Bồ Tát trở lên, thì ta gọi là thanh tịnh tịch diệt tướng, tức là cái ánh sáng của các ngài ở trong cái thế giới thiền định để mà tạo nên cái Tây Phương Cực Lạc đó, thì nó cực nhanh, cái rung động nó cực nhanh, cực thanh, cực tịnh. Nghĩa là nó nhanh gấp triệu lần cái ánh sáng của thế gian này, ánh sáng bóng đèn điện rồi ánh sáng mặt trời mặt này kia đó, không nhầm nhà gì hết. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói, khi mà A Di Đà xuất hiện thì cũng giống, có một cái thí dụ cũng giống như là một cái mặt trời to lớn xuất hiện, thì tất cả những cái mặt trời, ngôi sao, ngôi xiếc, mặt trăng đồ gì lu mờ hết. Này, không các bậc Bồ Tát, các bậc thanh văn đồ cũng lu mờ hết. Thì cái ánh sáng nó quá mạnh mà cái rung động nó quá lẹ. Đây là cái chỗ của A Di Đà. Mà khi ngài ở trong cái thiền định, trong cái thế giới cực tịnh như vậy,
mới cấu tạo, mới kiến tạo ra cái Tây Phương Cực Lạc. Mà khi mà chúng ta được giảm sanh về đó thì cái giai đoạn đầu đó là chúng ta chịu không nổi, nếu mà thả chúng ta xuống là tiêu liền, không còn. Cho nên từ ở cõi này đã có cái lưỡng cực chân quân rồi, đưa thẳng về trên này luôn, biến thành cái hoa sen ở chúng ta ở trong đó. Cũng có cái quyền năng phân thân đi hằng hà xa số cõi để học đạo ở trong hoa sen. Trong hoa sen cũng có Phật Bồ Tát hóa thân của Ngài học đạo. Rồi ta học đó là một thời gian ngắn thôi, học được vô lượng pháp môn cùng một lúc. Một thân ở trước A-di-đà và hằng hà xa số thân ở các cái cõi Phật khác ở trong hoa sen chúng ta đó. Thế thì học một lúc học được vô lượng pháp môn. Cho nên tôi đã từng nói với chư vị, Tây Phương Cực Lạc là cái đạo tràng lý tưởng nhất để chúng ta hoàn thành cái câu nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Còn ở cõi này chúng ta làm sao học được cái gì, phải không? Không học được đâu. Không học được một pháp môn mà mình học cũng chết lên chết xuống mà cũng chưa có liễu ngộ được, thì làm sao học được vô lượng pháp môn? Mà trên nguyên tắc nếu mà mình học được vô lượng pháp môn rồi thì mới thành tựu được cái đạo quả tối cao. Còn nếu mình chưa học được vô lượng pháp môn là không thành tựu được, thì mình chưa đủ tư cách để hoằng lai tam giới phổ độ chúng sanh. Mà đạo tràng Tây Phương Cực Lạc là cái nơi lý tưởng nhất, học một lúc được vô lượng pháp môn, khi gom về cái chân thân chính của mình trước A Di Đà sẽ bừng sáng như núi Tu Di. Đấy là lý do tại sao mau là như vậy nha. Chứ không có nó rất là rõ ràng trong cái pháp môn vậy, rất là rõ ràng để cho quý vị thấy. Đấy là hoành xuất tam giới nha, đi qua xuyên qua thập pháp giới luôn nha. À, nếu những cái pháp môn khác mà quý vị muốn từ đây mà lên tới cái thinh văn chỗ này đó, tu đạo hoàng này đó, là mà vị tu thiền là không biết bao lâu mà mới tới đây được. Nhiều khi có thể hàng ức ức niên chưa chắc gì tới được nha. Đấy. Rồi tới rồi phải lên rồi phải xuống, phải luân hồi, phải này cái nào khác. Còn Tây Phương Cực Lạc thì không, đi thẳng một mạch lên luôn, xuyên lên luôn. Đấy. Bất sĩ đoạn hoặc. Rồi nói rồi cái chỗ mà tức Tây Phương Cực Lạc thế giới hoành cụ tứ độ, tức là mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là cũng giống như là mình được đi khắp cả ở trong bốn cái tần số của Tây Phương Cực Lạc: Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thực Báo Trang Nghiêm Độ và Thường Tịch Văn Độ. Mặc dầu mình ở cái cõi thấp nhất, nhưng mà khi mà đã lên cái cõi đó rồi, thấp rồi, thì đồng thời cái cõi cao nhất của Tây Phương Cực Lạc là pháp thân của A Di Đà, mình vẫn được là giống như là phản phất như đi vào trong đó, chỉ cần một thời gian là mình sẽ thành tựu được thôi. Đấy là cái sự gia trì bất khả tư nghị của A Di Đà, đi đâu tìm được quý vị? Có. Nếu mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thì quả là một sự thiệt thòi không thể nào tưởng tượng được. Đấy. Nói chứ gì có nắm vững không? Rồi, không rõ. À, rất là rõ ràng, chứ không có cái gì cả. Rồi, cái thứ ba là chỉ trì danh hiệu, phải không ạ? Chỉ niệm danh hiệu. Mình đạt được cái kia là chỉ nhờ cái trì danh hiệu thôi, chứ không cần cái pháp gì khác. Ở trong Đại Thế Chí Niệm Phật Duyên Thông Chương có nói rất rõ. Có người hỏi Ngài Đại Thế Chí, chứ Ngài tu cái pháp gì mà đạt thành đạo quả như thế này? Thì Ngài Đại Thế Chí Ngài trả lời: từ khi phát tâm cho đến khi thành Phật như thế này, chỉ một Phật hiệu mà thôi. Phật hiệu đó là A-di-đà-phật. Thì ở trong Phật hiệu đó là cái gì? Cái gì biết không? Tại sao nó quan trọng như vậy? Phật hiệu này chính là cái giác tánh của vũ trụ. Tất cả tam tạng giáo điển, tất cả mười phương chư Phật vân vân đều lưu lộ từ cái giác tánh đó ra.
Vị A Di Đà là một cái danh từ chung thôi. Đấy. Chứ không phải tất cả quý vị đây cũng ai cũng là A Di Đà hết vậy. Phải không? A Di Đà là danh từ chung. A Di Đà là gì? Như sáng tôi nói đó, nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. Đây là giác tính của vũ trụ. Mà chúng ta cũng lưu lộ từ trong cái giác tính đó đi ra. Vậy thì chúng ta không phải A Di Đà là gì quý vị? Mà tại vì chúng ta còn đang bị ở trong cái cõi này, cái cõi như hồi sáng tôi nói đó, là cái cõi này nó quá già nua, quá cằn cõi, nghĩa là nó quá lâu rồi, vô lượng kiếp rồi, cho nên nó có nhiều vấn đề. Đấy, vấn đề như thế nào đấy là chúng ta biết rồi. Đấy, tập khí phiền não quá nặng, tham sân si mạn nghi, biên kiến tà kiến ác kiến gì quá nặng. Đấy. Thì đó là những cái problem, những cái vấn đề của một cái xã hội, một cái quốc độ nó quá xưa, quá cũ. Còn Tây Phương Cực Lạc là tâm lập, quốc độ tâm lập do 48 lời đại nguyện của A Di Đà mà nó thành tựu. Thì cái tiêu chuẩn mà được di dân về đó, người ta lấy rất là cao, cái tiêu chuẩn cao, khó lắm. Nhưng mà nó rất là dễ, bởi vì nó khó mà không phải khó. Chỉ cần, mình nói đó, là thiện nam tử, thiện nữ nhân, phải không? Cái tiêu chuẩn là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử, thiện nữ nhân của cái cấp độ nhân thiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Quan trọng nhất là tu thập thiện nghiệp. Bởi vì ở trên đó là chư thượng thiện nhân của hội nhất xứ, là những bậc thượng thiện nhân, các bậc pháp thân đại sĩ không? Mình dưới này mình lên mà mình không có thiện thì đâu có ai mà cho mình lên được. Mà giả sử cho lên gây ô nhiễm môi trường, người ta trên đó đâu có được. Phải không quý vị? Đấy. Thành ra phải là thiện, chứ không thiện là không được. Thân phải thuần thiện, tâm phải thuần tịnh thì mới chịu cảm được khỏi đó. Đây, ít nhất là phải cái phước thứ nhất, tức là cái phước nhân thiên nó phải cho nó tròn. Rồi phải nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng tức là một hướng, không có đi mần mèo như thế này. Chuyên đấy là một, chỉ chuyên nhất. Chuyên niệm gì? Chuyên niệm A Di Đà. Có nhiều gì là niệm Phật, Phật này Phật kia rất nhiều. Phật nào cũng là Phật thôi, Phật Phật đạo đồng mà. Nhưng mà A Di Đà đây là một cái Phật hiệu chung, là nó biểu lộ cái tánh đức của trời đất vũ trụ, và đồng thời cũng là cái tánh đức của ta luôn. Các danh hiệu Phật khác ở một khía cạnh thôi, nhưng mà cái Phật hiệu A Di Đà đây là viên mãn, rất là viên mãn. Chữ Nam Mô có nghĩa là trở về quy y. Amitabha là vô lượng giác. A là vô, Mita là lượng, đo lường. Ba là Buddha, đó là giác. Có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật là quy y vô lượng giác. Là chư vị biết rằng là cái vô lượng giác này là nó biểu lộ một cái gì? Một cái đức tính tuyệt vời của trời đất, là cái thể giác của vũ trụ, là cũng là chân như Phật tánh của chúng ta. Mà khi chúng ta niệm cái danh hiệu đó là nó đi đến cái chỗ viên mãn. Còn những Phật hiệu khác thì chỉ là phương tiện để mà độ chúng ta ở trong một cái mức độ nào đó. Chẳng hạn như Thích Ca Mâu Ni thì đó là từ bi, rồi trí tuệ vân vân. Đấy, thì cái đó cũng chỉ là biểu lộ cho mình một phần của cái thể tánh này thôi. Đấy. Còn A Di Đà đây là một cái thể tánh viên mãn, tuyệt đối viên mãn. Cho nên mình niệm A Di Đà mỗi ngày cứ niệm như vậy, mỗi ngày cứ niệm như vậy, thì tự động
mình hồi phục lại cái nguyên lai bản tánh thật sự của mình, tức là hồi phục lại cái Phật tánh của mình. Đấy là cái lý do tại sao mà một chỉ cần một câu đảng trì danh hiệu, đảng trì nhất danh hiệu, tức là chỉ cần một cái trì một cái danh hiệu, đây là cái điều bất khả tư nghị thứ ba. Đảng trì nhất danh hiệu, tức là chỉ có trì niệm danh hiệu A Di Đà. Đấy, như trong Đại Thế Chí hồi nãy tôi có nói đó, ngài nói rằng đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Đấy, cái câu trong kinh Niệm Phật Nguyên Thân Chương nha, ngài nói đó, là đô nhiếp lục căn, là phải thu thúc lục căn của mình trở lại. Lục căn là nó, đây là cũng những cái vấn đề của những cái người ở trong cái quốc độ